สมอนุโมทนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนตยัสสะខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពងពោះពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំដែលមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺឧបាសិកាគុំសូនត្រូវជាភរិយាអ្នកស្រីសុំច័ន្ទនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសុំថានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសុំជឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសុំជីមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រដែលលោកអ្នកទាំងអស់នេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកឪពុកលេងសឹមដែលបានទទួលបរណភាពអកាលវេលា2ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីសុំជឿននិងស្វាមីនៅភូមិកណ្ដាលឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាងកម្មវិធីក៏តម្រូវដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាជាធម្មកថាអ្នកទេសនាដោយកាលដែលរតនានិមន្តនោះមកនឹងក៏ជាប់គេទៅម៉ោង3ម៉ោង4នៅខាងភូមិចំបក់ឃុំពុទ្ធសស្រុកបាទីទាំងទៅបានកំណត់ដាក់ម៉ោង7ហើយម៉ោងបិញមិញអត់ទុកចិត្តថាប៉ុណ្្នឹងទៀតឬចាក់បាយចឹងមកស្ទាក់ស្ទើរសង្ស័យមិនមែនទេអីចឹងម៉េចស្មានតែចប់អស់ហើយលោលោកទេសហើយហើយយើងមកក្រោយគេតែទទួលទេសណាខ្ញុំចាចឹងថ្មប្រាប់ថាម៉ោង7បានថ្មទទួលទេសបើឥឡូវកម្លោចខាតពេលយូរបញ្ញាប់ញាតញោមរំបាស់ហ៎បញ្ញាប់រំបាស់ហ៎អញ្ចឹងស្មាទេសទេសតា50ជាងនាទីចប់ហើយបាទចាំទុកឲ្យញាតញោមចប់បែកញាតញោមយូរហើយហ៎បែកយូរហើយសុខសบายជាទេណាសុខសบายជាទេបាទហ្នឹងហើយមែនបានន័យថាបែកយូរទៅណាទេនៅតែប្រាសាទនាងខ្មៅណាប
nơi tập vật rồi ngày phân tay dương vợ ập về chụp khné tò mình bận chứ mình dương chụp khné mày nói nhiều nó là mày tò mình bận mình cần thi ấy tới dương bàn chụp khné hay là chụp khné tới cha ở linh mới tăng bị tê sna bằng cái trơn phùng cái đá này máu tăng bị chăn bị bòn bay bị bòn buồn này máu lời bị bòn mà thầy muối đọc phẩm an chăn nằm ấy nó đọc phẩm muối đọc trăng chăn nằm ấy đọc trăng chăn nằm muốn hay năng đọc trăng chăn nằm đi khó khăn gì mà nói nhau nó nè đọc trăng chăn nằm muốn khóa qua phần bàn nữa còn sập đồ nhôm sầm năng chấm nhôm khóa cò nấu có riêng cha trật trôn thì thma cò đồ ế bị giá bọt vì bên nên mong quý xung giống chương tê chẳng bàn tha vì ọt thật thê tê vậy có đói chụp hơi tay tập trọt tập vinh thầm ở đà bạn đã đọc bên mình sau chụp nền chân tới che tài lư mọt nhôm nhôm vậy bà hà tới lư chỗ để chịu đỏ và sàn nên máu thá lột nắng ở lấy cái làn thôn mấy cái rớt đội môn cái thả chân chứ lư là hào rồi chứ thật mà thật đôi chuyện mình khơi làn thôn ấy phỏng ấy có đôi chia mình khơi tha tầm này bọn xã ấy thùng đồng mày phỏng nơi ta chuôn cả đa ta đáy rồi hay nơi ta nẹ tê ta đáy nè 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 nhộn hay vì muốn nơi một bình là lâu mà nó sọc xế với nhảy nè miền xây thùng khăn là tha càng muốn dương mình thơ thì dụ sở la phải hiến lô mình bàn cực cồn lộ bầy buồn rồi ấm phân tái đã cực cồn lộ có mẹ nẹ thủ nơi thầm đá phân tâm mà bị dương dù dù tơ mình chụp khí nế chơi ta khai khí nế mẹ nế nhộm hay thầm á có một đăng thả thử miên cây ca ấy đào lên tè nhiệt nhộm hay nơi ta vọt hay nhiệt nhóm qua chân đấy đang thầm miên cây ca ấy thử tàu bò chẳng bốn dòng tàu bò này nó nhôm đó dư tất khai kia tất có luộc năng làm thùng lỡ rực năng à hay đo tê sá chân này kìm sâu hiền môn tê cái khai dư si thầy làm thùng rồi cái thả chân và nè bọn ní môn tam tu sập phong tê tàu priêu tiết thả bàn này má tha và mong bớt bàn và mong bốn ở bàn này và mong bốn chọt tề kề hay ở miền bàn vậy thay cái này nè miền bàn vậy thay miền bàn to thay cái này đấy ế sổng chốt phải ăn quan tiền mày miền bàn to thay cái này sọc phải đấy nhôm đó chấm đời xa hai phần chấm có bạch ngài bị nhiệt nhôm dù đài mà nói nhôm vậy là từ vật của sạt nên khóa từ tới đã chuộc covid nên nở bọt này nâu lần so hết này ở đâu nè chấn pe bị lì rồi bao dương đôi mà bị chạy chấn bị phai phai pru khóc bị thầm đà cầm tha lại đập rầm chấm chấm môn này chấm ní có phải khỉa đài mẹ nói nhìn nhau hay nâng bẩn to phải tiết nâu phê đài chứ nằm bẩn tọp tiết khá có sạp tư khá có bẩn sạp tư khá có trai trùl khá có đồ bên khỉa mà đong mà nẹ hay mình dù bẩn mán dương nâng bài khỉa rồi hồ mẹ nói nhìn nhau đội nhôm sầm trắng mà pi chnam à miền đại mà lấy nhé pi chnam nó à bây giờ sập khơi giờ sập anh đã bảo thà ơi mà lấy à mày nói nhôm đó
นั่นไงจังตรงนี้ให้ได้เปรียสมาสัมพุทธที่องค์มิจฉาพระองค์ตรงดักเตือนดอลพุทธบริษัทดอลสัตว์โลกสมกุมเอางกงวยนักนองกิเลสตอนหาได้บรรดาเอาสัตว์โลกนั่งวงเวงวงเวงพลิกพลิกดึกเคยท้าอาธมาอันมันเมียนโรคพลิกนึกเคยท่าธรรมะอันเมียนโรคพลิกนึกเคยท่าธรรมะอันไปรูปบานยูมันเงียสลับสมัยเปรี้ยเมียนเมียนเตรียมเหมือนเนี้ยกดพลิกคลุนมาเยื่อเรื่องเตรียมนั่งติดจ่อมันติดเรื่องนั่งพายมาเกรียมองบางเยื่อเว้นเว้นอยู่เรื่องมาแต่เยื่อคล้ายคล้ายมองเราจองเยื่อเรื่องเว้นอยู่เรื่องคล้ายเรื่องเวงจังเยี่ยวเวงจะมองเรื่องเปรียมนั้นกดชั่วปีเหยียบพอดาสาหอดาเสยโยปีเหยียบกดชั่วจังเปรียมนั้นไอ้ดอกชั่วปิงบอกก้อนปีเหยียบตีรุจีชั่วจังไงจำไหมจำชั่วได้ไม่ลืมหมดติ๊กงวยสมัยช่วยมั้ยเตรียมมั้ยช่วยปีหิยะเตียรุจัยมันจําอดเด้อจําแต่ปีหิยะเด้อบ้านนะมานะโยมเนาะช่วยมั้ยช่วยมั้ยช่วยมั้ยช่วยสดําสะลึกมาติจิทุนแล้วจักให้เวงติจิทุนนะสดําบ้านเด้อช่วยมั้ยเตรียมมั้ยช่วยปีหิยะนั่นไงปีหิยะเปรียมนี้ก่อนเจเนี่ยดาสัมปือโยมก็เจเนี่ยดาสัมปือช่วยตามสัมปือนะไอ้สัมปือสมัยปุตตะกาลบะเกช่วยเกตตามสมบทตึมดอง3ខែឬ1ខែตามสัมปือนั้นเวทาទៅช่วยនៅកោះនេះកោះនោះโดยខាងដែនកោះស្រីលង្កាអីចឹងទៅដែនកោះសុវណ្ណភូមិគេហៅថាកោះកោះចឹងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគេចេញពីសមុទ្រសាវត្ថីមកគេមកជួយនៅសមុទ្រដែនកោះសុវណ្ណភូមិដោយនៅក្នុងរឿងនាងវិមានអកប្រែតចឹងពួកសំពើគេមកជួយដែនកោះសុវណ្ណភូមិទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងគេហៅកោះបាទទឹកដីរបស់យើងគេហៅកោះអញ្ចឹងបើតាកាលណាទៅជួញទៅម្ដងឧទាហរណ៍ថា3ខែឬ2ខែឬ1ខែហើយទៅម្ដង500នាក់ក្នុងសំពើហ្នឹងណាខ្ញុំ500នាក់ខ្លះក៏ទៅបានជោគជ័យទៅខ្លះក៏ត្រឡប់មកវិញដល់ផ្ទះខ្លះទៀតក៏ស្លាប់ដែលឡែកពីរយៈគាត់ទៅគាត់ពត់ទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រសំពៅហ្នឹងវាត្រូវភ្ជុះភ្ជុះមួយយ៉ាងធំភ្ជុះហ្នឹងបានបក់បោកសំពៅហ្នឹងធ្វើឲ្យសំពៅហ្នឹងបែកកណ្ដាលសមុទ្រទៅបែកកណ្ដាលសមុទ្រទៅក៏មនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រស្លាប់ទាំងអស់ទាំង500អ្នកណាស្លាប់999អ្នកសល់តែម្នាក់សល់ពីរយៈតើពីរយៈក៏អត់ស្លាប់គាត់បានប្រទះក្តារមួយពីបំណែកនៃសំពៅហ្នឹងគាត់ក៏យកប្រទះក្តារហ្នឹងជីបដែតបដែតខ្លួនទៅចិត្តបដែតបដែតបដែតទៅសពបដែតបដែតទៅទៅដល់កោះមួយទៀតឈ្មោះសុបារកៈកោះកោះនោះឈ្មោះអញ្ចឹងបើដោយសារខ្យល់ផងអីផងដែតទៅសັດតាមទឹកអីផងក៏បាត់ក៏អោអស់លីនៅតែខ្លួនទៅទេញោមក៏អោក៏ទៅតាមទឹកទៅហើយរបស់ណាដែលជាប់សាច់នៅសល់ទាំងអស់អត់តែរបស់ដែលជាប់អត់ជាប់សាច់ដូចជាខោដូចជាអាវបាត់អស់លី
chẳng rồi bỏ na chọp sách sau đó. Rồi bỏ na chọp sách bắt ở sắp mà đau có sắp ba là cả nắng là lơ cầm bông này tập này mọt có đây mà nó lập cho lãng nắng mà nó rồi nâng lơ có nắng prong priệt có mẹn có tôi chứ có phải thông mà nhũng tờ chẳng khai khám kê có từ dốt sở rai nhìn ông sở rai ấy sở rai ấy sở rai mà đang từ sở rai bằng chết từ xua ở hợp hẹn tớ nâng sở rai dốt sở rai nâng dô mà rung luôn bật tờ cái lấy na khám ác bật chào là ơ cái lấy na mình khám ác bao chùm hò thì nhìn nhôm đăng cái lấy na khám ác đăng mà nhìn nhôm đó chẳng dơ sở rai nó dơ bật cái lấy nó để khmá hãy ban ban ẩm bay nó có bài tôm nẹ tá bay nó có bàn bay nó máu có liệt sở rai tớ có nơi chăm côi sông kê nơi à phơi kê cho có bông tật mà ngu tật nằm chẳng đó là bê nẹ sở rốc năm khi mà ngu tật nơi của bông tật nắng có khơi bi hề dẹt coi căn bay nháy sông hay liệt sở rai chắc ngại mà nẹ năm khi ẩn nật ẩn nật quạt nó nó bên khỏi ao liệt vẹt đôi dương chẳng tự lập tự vĩnh dương nón dốt sùng phút sùng liệt bầm vẹt dốt tự ai quạt khá là cơ dô ở hai chun quát khá là tiết cơ dô sống phút dô cả ao ấy chun quát xâm lệ bằng phẹt chun quát rạp to to khá nếm nước mò làm priết nhìn nhông ta là cái ao chả ơn bế quát kết thả tể kì dô xâm lệ bằng phẹt mà ao dương dô bay tật mà ao dương đôi xa thì dương xa lệ xa rai chẳng ta hãy bật sân thì dương xe liệt bẹt khả áo thơm ở đá bẹt kì lên ai thù thù à chẳng mình tập rạp kê thả ọt dô đi xe liệt xe rái nâng mỏng nhìn yêu mấy nhìn yêu kì ai xe liệt bẹt ọt dô sốc chất xe liệt xe rái hãy cằn bay nâng tật đài sập tài dù tới bịa nó phải lưu to bị mọt môi mọt pi mọt môi mọt pi nó nhổ lưu to to tới cái thà nơi co sô pa được cãi dương nắng miên bồ ra mà nẹ lẹ bằng khuôn mình miên khỏi ao liệt bẹ hơi ao ấy còn mình dò ao năng chán còn mình gió sọc chết cằn bày chứng cái kịch ấy bởi nắng mềm mà nuốt thò mà đa tê sòng say tại preha là hòn tầm mò chẳng lư mà mặt pi mặt to to tới cái thá pi hệ dạng nắng chìm preha là hòn tự nhủ anh nắng ở tham tê khẳng đau bánh mấy nhà tham tha vùng vê thò vùng vê nhá na nhủ ta cana vùng vê chờ lắm khuôn ái nhà nắng dạp à. Chỉ lắm khuôn ai đã bệnh hạ đỏ hòn, tên đã khuôn ai mình mến chỉ bệnh hạ đỏ hòn. Thế nế? Thế mà, phép nhiệt dùng mình thật công chỉ lắm ta khuôn ai ọt rốt á. Khuôn dương miền rốt, tích chỉ lắm ta khuôn dương ọt miền rốt. Khuôn dương chắc tích chỉ lắm ta khuôn ai nâng nơi mình rồi hồn. Khuôn dương trâu bọt bọt, tích chỉ lắm ta khuôn ai nâng nơi chụp chung nơi rồi hồn. Lưỡi nhiệt nhôm phun cả đào bằng cả thôn, lưỡi, à lâu dương mơ pia dạng mà đó, vinh, sman ta ấy preha đờ hón tam lư kỳ thá, thá bồ rò nấc preha đờ hón leo bằng phuốc sliệt pẹ sờ dài, chấn nam khê lư bờ mặt pì mặt to to nó dốc, xong phải rẽ tay giật tiền mau tràn mà bồ chía. Bây giờ vậy nè hãy thay bình công prea rahan prea rahan prea rahan thế này nhớ nhớ
សូមព្រះអរហន្តជួយស្រង់មនុស្សផងព្រះអរហន្តអញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពថាអញព្រះអរហន្តមើលទៅបើតាំងនៅបែបហ្នឹងទៀតពាហិយៈស្លាប់ទៅគឺនរកហ្មងសពមានមិត្តភក្តិពាហិយៈទៅកើតជាព្រំហ្នឹងកើតនៅឋានព្រំលោកមិត្តភក្តិហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងពីជាតិមុនចេះញ៉ែនៅមកទៅជាតិមុនមួយទៀតមិញជាតិគាត់ហែលទឹកឥឡូវទៅជាតិមុនមួយទៀតកាលពីសម័យពពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈពាហិយៈហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បួសហើយគាត់មានមិត្តភក្តិគ្នាគាត់7នាក់ក្រោយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈបរិនិព្វានទៅលោកគិតថាមិនគួរណាតន់សាសនាបែរជាមិនតន់ពពុទ្ធគុំនៅអញ្ចឹងគួរតែបដិបត្តិខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រេចធម៌ហើយទៅនិព្វានតែម្ដងពលអ្នកហ្នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចកតិកាសញ្ញាកំណត់គ្នាថាឥឡូវមានតែបុះទាំងអស់គ្នាទាំង7អ្នកហ្នឹងញោមញាតិញោមយ៉ាតាមើលអត់តាន់ណាព្រោះទៅអត់តាន់បុះទាំង7អ្នកញោមហើយបុះហើយគិតថាអញនឹងសម្រេចធម៌បើមិនបានសម្រេចធម៌ទេមិនខ្ចីទៅណាឡើយតាំងនៅរហូតដល់ស្លាប់ជីវិតនៅជាលោកសង្ឃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏និយាយគ្នាត្រូវបុះហើយស្រេចអ្នក7អ្នកហ្នឹងនាំគ្នាដើរចូលទៅព្រៃទៅញោមចូលទៅព្រៃមើលកន្លែងនេះក៏មិនស្ងាត់កន្លែងនោះក៏មិនស្ងាត់មើលទៅវាដូចថានៅតែសំណោះអាចត្រឡប់មកវិញបានណាត្រូវតិចត្រូវក្តៅត្រូវសັດសាហាវអីអាចត្រឡប់បោះបង់ស្បង់ជីវរនឹងចោលត្រឡប់មកកុហកនៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងនាំគ្នាឃើញលើភ្នំមួយសំរុំលើភ្នំហ្នឹងពិបាកឡើងនាំគ្នាធ្វើបង្អោងដើម្បីឡើងធ្វើបង្អោងឲ្យសពគ្រប់ឡើងទៅកន្លែងមណ្ឌលមួយស្អាតឡើងទៅគង់លើដល់7អង្គហើយគិតគ្នាទៀតទុកបង្អោងបែបនេះពេលដែលយើងពិបាកក្នុងការបដិបត្តិទ្រាំទ្រមបានចុះវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវរុញបង្អោងចោលរុញព្រោះចោលទៅអញ្ចឹងចុះទៅណាក៏អត់រួចដែរហ៎ញាតិញោមអត់រួចទេនៅតែហ្នឹងអញ្ចឹង7អង្គហ្នឹងក៏ខំចម្រើនធម៌បដិបត្តិធម៌ថ្ងៃទី1មួយអង្គបានសម្រេចព្រះអរហន្តបាត់ដល់ទៅពេលបានសម្រេចព្រះអរហន្តលោកសម្ដែងរិទ្ធិរបស់លោកទៅបណ្ឌបាតនៅឧត្តរករៈទ្វីបដែលគិតថាបណ្ឌបាតដើម្បីយកមកឲ្យភិក្ខុ6អង្គទៀតឆាន់ព្រោះ6អង្គទៀតតាកើតមានរិទ្ធិណាអត់ដូចព្រះអរហន្តដែលលោកមានរិទ្ធិណាចឹងតបានបានអាហារមកប្រគេន6អង្គទៀតឆាន់6អង្គទៀតថាទេមក7អង្គសម្រេចធម៌1អង្គហើយគេដើរបិណ្ឌឲ្យយើងឆាន់ចឹងមិនឆាន់បើមិនបានសម្រេចធម៌មិនបានបិណ្ឌបាតដោយបាយខ្លួនឯងទេមិនខ្ចីឆាន់ព្រះអរហន្តដែលជាសម្លាញ់នឹងថាណែភិក្ខុទាំងឡាយនេះខ្ញុំកណាមិនមែនកំណាញ់អាហារបណ្ឌបាតទេណាតែបណ្ឌបាតនឹងចែកប្រគេនឆាន់គ្រប់ទាំងអង្គហ្នឹងហើយបាទភិក្ខុ6អង្គតបថាខ្ញុំកណាយល់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំកណាមិនបានសម្រេចធម៌អីគឺខ្ញុំកណាមិនខ្ចីឆាន់ដោយសារលោកម្ចាស់ឡើយសុខចិត្តទៅបិណ្ឌខ្លួនឯងញាតិអងអើយខ្លាំងណាស់ចិត្តសឿងឡួយមែនទេញោមណោះថ្ងៃទី2មួយអង្គទៀតបានសម្រេចអនាគាមិបុគ្គលអញ្ចឹងលោកតបិនបានបានទៀតឲ្យ5អង្គទៀតឆាន់5អង្គនឹងថាទេមិនឆាន់ដោយសារអង្គណាឡើយបើមិនបានសម្រេចធោះអីសុខចិត្តមិនឆាន់អាហាររបស់ភិក្ខុអង្គណាឡើយតើតែដើរបិនខ្លួនឯងបានឆាន់
khẽ đấy nhôm ta bài đăng ai nhôm trăm ông tiết mình xây xong rạch ấy sao bị ông tiết xong rạch rồi hốt dù tu tư vô ọt à ha ọt ấy chăn tức có ọt chăn mình dù vậy ná tư nào rồi cuốt tư thì xa xa máy hà thằng ngõm thì xa dây thầm thấu slap thì xa lột xong xa cuốt mẹ nói nhôm nó bởi xa nách sau tư vùng cuốt bởi vậy là khơi mà ở trâu đằng ngọt liêm ngọt thằng ngọt trâu đằng sát trâu đằng mà nữ mẹ nói nhôm nó mẹ nhôm nó sống đi hạt chê khả ná lư lư đôi sổ kê nông mấy nhé mẹ nhôm nó nâng này lư tích tích tao cũng ôi ngồi kê ngồi xùm hệ ăn đấy bởi hạt hắn lột sổ cuộc tất tập nập biển chùm nay bọn chi à nà kia mình bọc cớ sổ cuộc tất tập cài bồn mọ hãy phèm ăn tiết phèm ăn tiết sẽ có tất cả cái lãnh khóc này nhận nhau mình tập phẹt mà là sạch tập phẹt mà là bọt nắng môi mình tâm phẹt tia thì cả nó môi mình phía thì dẹt tia rồi chê nắng môi sẽ tâm mà cả mà nó khóc khóc này bằng tay à thma trong phải chạy ở rương phía thì dẹt à thma ạch phải chạy ở rương tập bẹ mò là bớt mình phải chạy ở rương tâm bẹ tia thì cả cứ phải chạy từ rương pi hề dạ đó là sắp tới mình một cái mà chia tiết chỉ pi hề dạ nè đó chia chia sở rái liệt bẹ sở rái chung bình khuôn nâng mình quạt chỉ pi hề dạ quạt ngọt pi 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 ấy mình pi lột xong mình nâng mẹ đấy nhung nhìn thấy không tích lệ chưa chám đi chám đi đắng này tần đắng là tê hả sẵn khăn mà chám luôn ấy nhôm chám ớt tê hở nhôm sẽ đắm đó là phê nét đề một prap bà sân chiêm mình prap bì hề dạ tê bì hề dạ ni nâng tăng luôn ấy chỉ bì hà rà đôi đây nè sọc prap chẳng dù dù tới chỗ nữa thằng anh bè hòn hòn á chân trâu tập prap mình prap mình bán trâu tập prap nét đây tập cái prum mà lột đó nghe chia sầm lanh nằng khné cả nơi chia mà nốt cả để buông cho mùi khné nhôm say bị lơ cả mau mỏ thằng này bị gì ạ nét anh bè hai chia cầm phong tay vùng vén nằng bịa thập bè hòn hai tam bất tiền khuôn này anh đang chấp bát khuôn này anh mình men chụp ra là hoàn tê hai mình men trong sợi sợi rai căn bay sông tiên là sốc này anh thắp ra là hoàn còn mình men đây ba này anh nơi ta bật rất bay đi tiếp mình du bộ man các ba này anh đang bay cùng bơi chìm rìa đời hôm nay này tro này biết thắp ra là hoàn mình bàn mình yêu bia vậy chôn này tập căn đen sao và thầy nêu vót trên tập bôn tì nô tớ bàn miên bệ hạ ra hòn đòi bất bạc cót cứ bệ sạ ma sạm bất bạc rộng mạc rú sạm mạc cổ đồng bì hề dạ sạ đại sư tân này anh chứ sấy nô thiền một trạp dơ nâng này anh chứ sấy bán bụng nâng trạp thầy dưỡng chia sầm lãnh nâng nẹ kà lpi sầm mây bạc bốt kà sạp bạc để bỏ tầm nào sạch rương nâng ở dưới lợi đăng tớ bạc nhẹ khuôn ta ơn nó tam bất anh mên trẻ hạ đà hôn này ná nâng vùng vế nhá nhủ nhìn đâu mấy nâng vùng vế nhá anh mên trẻ hạ đà hôn này ná tam bất anh mân đức chô tam kỳ tha hả ta chân bàn bộ bốt lộn rồi xa bộ cô biết bật đăng tạc khuôn anh biết anh bật đất bàn khá ná bộ cột pel bật đằng khuôn ai pel ai bật đằng bàn kha bộ cột là ngóng bật đằng tạ khuôn ai là ngóng ai che bàn kha bật đằng bộ cột là ngóng tăng khuôn ai trên nẹt che anh nâng bài là ngóng rồi hộ thai nãy nhôm đó nãy nhôm đó chân bàn pi hề dạ sập lưng chân dễ bị thả sập chân chân trong tôi xa và thay món nhôm đâm bay từ chuột bộ cột bởi vì sai bà lốt vì chết môn nẹ bùa
ហើយបំណងប្រាថ្នារបស់លោកដើម្បីព្រះអរហន្តដើម្បីសម្រេចធម៌តាហើយមិនមែនបំពេញបុណ្យតែឥឡូវហ្នឹងឯណាជាតិមុនទៀតសុទ្ធតែលោកបងបានបំពេញបុណ្យទាំងអស់អញ្ចឹងប្រាប់ទេវតាហ្នឹងថាឥឡូវសម្លាញ់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅសាវត្ថីឈប់តាំងខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តស្អីទៀតហើយទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបំពេញខ្លួនឯងឲ្យពិតថាជាព្រះអរហន្តតែម្ដងធ្វើដំណើរទៅញោមដីចំណាយពីសុបារកៈមកដល់វត្តចេតពុនសាវត្ថី120យោជន៍ក៏120យោជន៍ក្នុងមួយយោជន៍6 10គីឡូគាត់ធ្វើដំណើរពីរសៀលហ្នឹងពេលដែលស្ដាប់ឮពីព្រំប្រាប់សំឡាញ់ប្រាប់ចេញទៅទៅដល់វត្តចេតពុនព្រឹកអមងសួរតែម៉េចក៏ពីអយៈដើរលឿនម្លេះក្នុងកម្ពីដីកាថាដោយសារតែសំឡាញ់នឹងជួយសំដែងរិទ្ធបរួយដីឲ្យដីនោះវាខ្លីឲ្យគាត់ដើរឆាប់ដល់ហើយតាមអាចារ្យខ្លះប្រែកម្ពីមកថាដោយសារតែពុទ្ធផងពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គផងដើម្បីបានពីអយៈនឹងតន់ពេលវេលាឃើញទេញោមចឹងតាំងពីនឹងយើងសន្និដ្ឋានទៅថាដោយរិទ្ធមិនមែនដោយពីអយៈផ្ទាល់ទេមិនមែនមកយុគព្រឹកឡើងទៅដល់ចេតពុន120យោជន៍ហ្នឹងមិនអាចនរណាដើរដល់ទេមែនទេញាតិញោមញោមនៅក្មេងធ្លាប់ឮគេថាចេះបល័យបរួញដីគេនិយាយចឹងដែរតែប៉ុន្តែមិនដឹងរួញអត់បល័យហ្នឹងប៉ុន្តែនោះរិទ្ធរបស់លោកអត់ខែដីនោះវារួញបន្តិចដើម្បីបោះចង្ហៀនមកបើថាបើចង្ហៀនយើងបានកន្លះម៉ែត្រមកចង្ហៀនគាត់បាន5គីឡូអីទៅ10គីឡូអីទៅឲ្យដីនោះវារួញហើយ120យោជន៍ព្រលំឡើងដល់វត្តចេតពុនចូលទៅដល់វត្តចេតពុនភ្លាមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកឆាន់យេគូឲ្យសពគ្រប់លោកដើរចង្ក្រមនៅមុខសាលាធម្មសភាខ្លះនៅនឹងកត់មុខកត់ខ្លះក្នុងវត្តចេតពុនហ្នឹងពីហិយៈទៅដល់ថ្វាយបង្គំពធិរៈជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅក៏សួរបាទពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងគង់នៅកត់មួយណាឬក៏ស្ដេចយាងនិមន្តទៅណាហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏សួរមនីលបាសកឧបាសកឯងមកពីណាឧបាសកឯងទៅណាឧបាសកឯងមានការអីសួរទាំងអស់ខ្ញុំកណាមកឆ្ងាយណាស់លោកម្ចាស់តាំងពីសបារកៈគិតចម្ងាយដីពីនោះមកដល់នេះ120យោជន៍លោកម្ចាស់ឥឡូវនេះកំឡាំងក៏ហត់ផងទុនដៃទុនជើងផងបំណងតែមួយគត់ខ្ញុំប្រកករណាចង់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលឧបាសកពុទ្ធលោកតំយាងទៅមិនហ្នឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងហ៎ឥឡូវឧបាសកចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅប្រហែលជាចិត្តត្រង់លោកនិមន្តត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវចូលងូតទឹករៀបចំសម្អាតខ្លួនឲ្យស្អាតទៅហើយចូលសម្រាកបន្តិចទៅតែត្រឹមតែថ្ងៃចិត្តត្រង់ព្រះសាស្តាលោកយាងមកវិញហើយពីហិយៈនឹងថាបពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំកណាចាំមិនបានទេចុះបើខ្ញុំកណាចាំទៅចំពេលដាច់ខ្យល់បាត់ធ្វើម៉េចបានជួបពុទ្ធដល់ខ្លាញ់ផ្លែតនឹងហ្មងណាស់ញាតិញោមណោះតោះធ្វើឯងចូលអំផ្លែតហ្នឹងហ្មងបើដល់ឃើញតម្លៃច្បាស់នៃការប្រែប្រួលជីវិតចាប់ផ្ដើមរន្ធត់មកផ្លែតហ្នឹងมันបានទេចាំมันបានទេចុះបើខ្ញុំកណាដាច់ខ្យល់ឥឡូវប្រសាស្ដាមិនទាន់មកធ្វើម៉េចខ្ញុំកណាបានជួបពពុទ្ធបើមកដល់ដី120យោជន៍ឯណោះមិនបានទេលោកម្ចាស់តើប្រសាស្ដាយាងតាមផ្លូវណា
thì khổ tầng lái bẹp lục chưa lập về ngày đã tám tới chân ta này lục mình môn tao thoáng hay bật phê như bật đám hay bật phê bật đám giờ thả đất lâu nắng vào dường đại nào nắng lục ní mẹ đấy nhổ nắng lục thật lâu nạc lá thật phải sạch đá riêng tới nắng thoáng tới bật đám tới bật phê tới pia hay giết ắt sầm ra tiệt nhổ ắt sầm ra tê phơi đầm nát tới tiệt tới rốt pia sầm ra sầm put để lục cầm bông để một bàn ở ba bất tam thơ mà đám rốt mình khơi tê còn bộ bản năng đấy năng đăng phâu na đây tại bệ sa ma sam put lục chế độ bản này sai sạch từ hơi từ từ ấy pi hệ dạ năng chuột bà mình chân tế pi hệ dạ năng thở đại cho lập chuột từ thạc cột tề tại bốn rồi ba pi hệ dạ phơ pi ở tây để chiết máu cứ bàn chuột từ thạc cột hai bàn sập chẳng còn trong đâm tập phâu ná để bị dạ máu bọn thì môn bận ở bàn có bái phâu năng ai nhung nó còn là đo phâu mối chuẩn lọc tiền là sắp hơn bệ sa ma sam put thì môn bận ở bàn còn là khơi bọn thì say cái thọc chỉ nẹt bầm pin bơm bầm nón đầm bay bật nai chụp bệ hết na nhung đôi thầm mến bay tê chân bị khóc mò mò đôi tay chết tham đang tham mau bị ná đòi cốt nan được thiếp nay sĩ cái đây chết tham chủng quốc bệ sa ma sam put bồ đông một kru chập đàm luật chủ công hãy co đầy tầng pí tứ chập co bờ bát tiền cú được bớt bệ sa ma sam put hãy gặp lần đầy bà bệt bà ông đã chấm ra ơn nhưng bà ông mau ngay na bà ông ai ngay na bình môn mình tăng khuôn anh chỉ xây tăng khuôn anh thầy chỉ bệ hạ rồi hôn bà ông ai bà ông à lời khi ông bà ông đang khóc thầm mình mến chỉ bệ hạ rồi hôn tê tớ bằng khi ông bà ông một bì sô ba rạc cạ mà đo xa và thầy nít bầm non đầm bấy chút bà ông hai xong ôi bà ông xong đầy thua xong cua đọc khi ông bà ông bàn sẽ đạp phong bà bốt lô bà đi xài lực tì mùi mình níu bia hệ dạ tạ tha quất mình ai sầm đầy thô bàn tế nâu chân lọc tế nở sọc thế đấy nhộm nhìn không nhìn không ấy và bốt lúc bà đi xài tìm mùi hẹt ấy bàn sầm đầy mình bàn chân lọc tế nở sọc sầm bây ta bị khổ xa mình nế cả đời rồi ngay nâng này môn bắt bát chân lọc tế nở sọc còn ai sầm đầy thô bàn đây bị bùa, sau đây thọ tới với ắt khâm xa, vì ắt nay, chẳng để khôn ai cùng phong này muốn bận nạp bát, bá khôn ai mình bận nạp bát mà đau lòng coi tê chẳng ngặt ai tê miền a sơn nại chẳng ngại, miền kề chẳng ngại hay nhôm prum chẳng ngại tê bán tới bọn cùng phong căn bát đây bọn cùng phong này muốn tam tê là sọc làm bay bận nạp bát hay mà xong mà tê sát bọn bạn để sai tìm mùi tí pì lớp tí pì bà bật bà ông đó chìm ràng bà xin chìa bà ông mình xâm đầy thốt khi ông bà ông sắp khăn ông cả nạc bên đi ta hãy chân nói tròn nát tức là khi ông cả nạc bà sẽ đập thốt bà bật bà ông đó chìm ràng xong bà ông ăn được cửa tí xin à đọc khi ông bà ông thò bà bật bà ông bà để xác lớp tí pì được kết thạc bà xin dịch tế à rắm bì hãy dễ ạc mùn lê hát phóng mà giúp bấy miền mát đi vậy nè mẹ nấy nhô mẹ nấy nhô tớ chè cái nát đó mẹ nấy nhô nâng à chè cái nát đó ạc bàn đi phóng cùng lãng ạc miền phóng bài ạc bàn bì xa phóng tức ạc bàn phạc phóng hãy phâu chai tiền chân bờ sân này khăn ông cái nạ tìm mũi để xông bỏ ông ở tê sân áp ông tê à rắm ạc mùn tì tí pi chẳng này, à rắm gọt mùa đây tại đó tí bấy bán bà ông trả đời khlây mình yêu pi hề dế chôn nét chăm sạch đạp cho nhôm ấy ní, bà bốt lô trả tờ pi hề dế mình yêu pi hề dế chôn nét chăm sạch đạp cho ta nét xong qua thạc luôn nét cư chuyển nẹ mềm rứt
តែប៉ុណ្ណាតើអ្នកសម្គាល់ថាខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកមែនឬតែប៉ុណ្ណាអត់មានទេអីទេតែប៉ុណ្ណាដែលក្នុងព្រះថាកថាលោកបំបែកនៃនឹងតើអ្នកសម្គាល់ថាអ្នកខ្លួនរបស់អ្នកថាអ្នកមែនឬគឺចង់សួរថាបើខ្លួនអ្នកជាអ្នកបានន័យថាយើងប្រកាសជាពីរយៈហ្នឹងប្រកាសជានៅមានមេះច្រើនណាស់ខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាពីរយៈឥឡូវហ្នឹងណែឯងជាពីរយៈខ្លួនអ្នកគឺជាពីរយៈថាមែនទេខ្លួនអ្នកគឺជាអនត្តាឃើញទេយល់ទេមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណមិនមែនយើងមិនមែនគេគឺជាអនត្តាពុទ្ធលោកសំដែងហើយអញ្ចឹងមួយផ្លែតនៃគាថាបន្តិចមួយហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងពីអយៈបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលឃើញទេយល់ទេជាព្រះអរហន្តអស្ចារ្យណាស់យល់ទេអើយយល់ទេមួយផ្លែតហ្នឹងមានអីយូរមួយផ្លែតហ្នឹងព្រះអរហន្តដំបងណាយល់ចិត្តនឹងវាស្ងប់ហើយបើនិយាយពីលហុំវាចំចេញចូលហើយតើគោះកញ្ចក់តែបន្តិចវាចេញហើយមែនទេញ៉ែនេះតែតើគោះលហុំហ្នឹងចាក់វាបន្តិចវាចេញចូលហើយអញ្ចឹងលោកមាននិស័យលោកត្រូវព្រះអរហន្តចាំតែប្រពុតគោះបំផើងតែបន្តិចបានសម្រេចធោះហើយអញ្ចឹងលោកគោះបំផើងបន្តិចមកបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតពីហិយៈសម្បុះសម្បុះពពុទ្ធលោកពិចារណាទៅបុណ្យរបស់ពីហិយៈកាលដែលពីអតីតជាតិអត់មានបានធ្វើចៃវរៈទានទេថ្វីត្បិតតែបុះ7អង្គស្បង់សពោស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងអត់មានប្រគេនទៅគ្នាទៅវិញទៅមកទេបើកាលនោះធ្លាប់ធ្វើចៃវរៈទានណាប្រកាសណាស់នឹងពពុតត្រង់បំពុះឲ្យទៅជាអេហិភិក្ខុស្រេចប៉ុន្តែកាលនោះមិនសង្គួរដល់បន់របស់ពីហិយៈទេរជ័យត្រូវបានបោះដោយអេហិភិក្ខុទេចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនាលពីហិយៈតើអ្នកចង់បោះឯណាជីវរអ្នកឯណាស្បង់របស់អ្នកឯណាសង្ក្តីរបស់អ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានទេបើគ្មានចូលអ្នកទៅស្វែងរកស្បង់ជីវរដោយខ្លួនរបស់អ្នកចោះតថាគតទៅបិទ្ធបន្តឃើញទេញ៉ែនោះទៅទៀតទៅពីហិយៈត្រូវស្វែងរកស្បង់ជីវរស្វែងរកកណាត់ញ៉ែនោះដើម្បីដេកជាស្បង់ជីវរទាំងដែលខ្លួនឯងពេលនេះកំពុងជាព្រះអរហន្តហើយឃើញទេញោមក្រានតែចេញពីប្រពុតបានមិនបានប្រមាណនឹងបាត់ពីព្រះអង្គផងនាងយក្ខិនីដែលមានពីអតីតជាតិមកនោះចូលទៅសន្ធិទ្ធទៅលើមេគោក៏ឲ្យអំណាចនៃរិទ្ធរបស់យក្ខិនីហ្នឹងចូលសន្ធិទ្ធនៅមេគោហ្នឹងមកបំបុកពីយក្ខចូលលែងតងងាប់នៅលើកំណរសម្រាមហ្នឹងទៅញ៉ែនអូមញ៉ែនអូមចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រាបថាពីហិយៈស្លាប់ហើយប្រិណពានហើយហើយភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យមករៀបចំកន្លែងដ៏សំគួរធ្វើជាកូនក្រែមួយសំគួរឲ្យលើកសពពីហិយៈយកមកហើយរៀបចំពិធីបូជាទៅប្រាប់ថាពីហិយៈគឺបរិណពានហើយត្រឡប់ទៅវត្តចេតពុនវិញញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជាបឋិជនចេះតែឆ្ងល់ព្រះអរហន្តលោកមិនឆ្ងល់ទេព្រោះលោកសម្រេចធម៌លោកដឹងហើយណាប៉ុន្តែបឋិជនមានដឹងហើយណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាទេពីហិយៈសម្រេចធោធំណាក៏លឿនម្លេះបើទៅជួបមិញនៅវត្តទេមកដល់ជួបព្រះហើយឥឡូវស្លាប់បាត់ទេបានស្ដាប់ប្រមាណម៉ាត់ឯក៏លឿនម្លេះ
đôi mình chứa vì khổ xong thả thế bọn mình rất bằng năng đá hướng ấy để mình ai xong thì bỏ bì hay dạ bùa bà chọn bùa vì khổ và thôi chân tiết lục chân áo tiết đã chót bao bà hà đã hôn nói hướng ấy để cô mê cô con cháy nó mà chul quật sạp tỏ lưu gầm nó xùm rám tức chìa mình xóm tức chìa mình tổng nó bán bà sà ma sàm phút lục riêng mà đo cả lại bị khổ bồng dây khỉa năng hãy bà ăn lục xô mà nếu bị khổ tàng lái ta nè tàng lái cầm bông tay xanh tình nế khỉa rừng ấy năng ạ bị khổ tàng lái tu tha bà bật bà ăn đo chùm ra ấn nhóm bà ăn xanh tình nế rừng ni nông cầm bí thà rừng ni năng cứ chọn bà chạy thà rừng mình năng kì lược lạc mà mình năng á tu bỏ ông mạch tư bỏ ông hai tay ban sầm rạch bè hà đà hòn hai khmien dì bò bù hai tay ban trâu niên dịa khi nấy nè cho sần thật nạc rong mê cô nâng mò bầm bấp bìa dịa để chì bè hà đà hòn hai tay ban bỏ ông tha bìa dịa nâng chì bè hà đà hòn lươn mà lấy bà tâm chụp mình sọ ta bà ông sầm đầy thô bà man này kia thá không chân lo để tiếc để bọn trung này muốn bận bạc nâng bàn tre sama samput thì ông mà chắc bọn tra tham niel phi khẩu tiền lái rương đài pi hề dạ sầm rạch thô đôi rồi ha pi hề dạ cứ chỉ ê tạ tật kia lỡ phi khẩu xong tiền lái này kháng sầm rạch thô đôi rồi ha thế đấy nhận không rồi ha tế tập bản đáng xong rạch thua bạn nhôm chân này tế mà máu nhôm khóa chăm mà nhôm khóa phích được không khó khó nế này xài chân đổi khó nế mà nế nhớ khóa chế khóa mình chế hay là thma chân ta rường năng là thma thlop tế hiên ta thma có chăm ta chăm hơi mơ tập phích mua có lấy nam mũi thma tầm mơ mình tích mà hơi chọc nó khô khó bà dương tế ta hay bà dương phích dương men video dương tê chân tơ dương mơ video dương bình mau sạp tới trẻ tê tơ khởi đấy nhanh không chân pi hề dạng để thà lươn nữa cứ kia thá xong bay tăng mười con này kia thá ba một cô mình miên ông bạn này say mình miên thì say không ca sắp tôi bay mà con này kia thá có ớt bởi dòi đầy tại ba một cô để miên thì say xong bay kia thá đọc khơi mũi ai xong rách bệ hạ đã hoàn bàn khởi đấy nhanh không vậy đâu mới chẳng ban bị khổ từng lái xua tiết bỏ bật bỏ ông cho hết đấy ban pi hệ dạ năng từ cô để miền côn chạy nó từ chôn bằng bọc quạt sập từ vĩnh cam ấy tư ấy còn lươn mà lấy bệ sa ma sam phật ra tham mình đều bị khổ từng lái cà pi ở tây tạ triệt du hải cà nó mật phe bỏ pi hệ dạ pro buồn trầm nẹ nồng cứ khơi sợi dây mà nẹ sát nồng bị thi mà hào sọp chẳng tới có là buồn luồn lốn sấy sát nồng khi buồn phe nẹ nồng dốt tới chắc rụm lốp trầm trầm nẹ nồng rồi hốt đàn niên đang sập một đường sập niềng nắng tròn pi tháp rồi sân nạp bao chít cõi miền bắc dương đường tam sầm lấp này cướp cướp chít chẳng hạn cam đang về về non á nhổ về son màu vinh nhá từ niềng dẹt thì này nắng để tu ăn niềng môn đó để thở phụ quạt sầm lộ chạp rồi lộ đó sập nó cả chỉ dẹt thì này nắng máu bầm bọc quạt ở sập cầm tam sòn sặc nên cái hao là cầm phật mẹ nói nhôm đó là nhôm đó chân dương công tử ngon ấy cầm phật về chân cầm khát cả ôi phật là lâu tứ cầm khát cả ôi phật là cốt tứ cầm khát cả ôi phật được nóng pe khẳng mốc là clay của miền chân tử mẹ nói nhôm hay mẹ ta pe dễ nữa ta pe mo là bớt còn chân đây
មហាមហាបាលក៏ចឹងដែរគ្នាគាត់ហ្មងនេះណាប៉ិនរឿងហ្នឹងមានរឿងផ្សេងគ្នាចាំមើលថ្ងៃណាញោមណាធ្វើបុណ្យដំនេះចាំមើលរឿងហ្នឹងមកទេសទៀតក៏5នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅកើតកន្លែងខុសគ្នាទៀតណាញោមនៅសម័យព្រះហ្នឹងដែរណាបើកន្លែងខុសគ្នាប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃណាញោមណាធ្វើបុណ្យទៀតណាចាំមុនទៀតចាំទេសបើហើយរឿងហ្នឹងផ្សេងទៀតមែនទេញោមណាណាញោមណាណងហើយចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដូច្នេះថាទើបបានគ្រប់គ្រប់ជាតិត្រូវនាងនឹងតាមសម្រាប់រហូតនេតិចុងបញ្ចប់នេះជាតិចឹងជាតិចុងក្រោយហើយណានៅស្លាប់ទៀតណាញាតិញោមមើលប៉ុន្តែស្លាប់ពីពេលនេះតទៅលែងត្រឡប់មកកើតទៀតហើយចូលបរិនិព្វានហើយឃើញទេញោមរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រង់បរិនិព្វាននឹងទៅសរុបមកវិញរឿងយើងម្ដងរឿងព្រះក៏ទៅបាត់ហើយរឿងយើងម្ដងរឿងដែលសំខាន់អាត្មាផ្ដោតរឿងគាត់វង្វេងថាព្រះអរហន្តទាំងដែលគាត់ស្លៀកសរាយទាំងដែលគាត់កាន់បៃដល់សំគេគេឲ្យច្រើនពេកក៏លែងស្លៀកអស់ថាអញ្ចឹងឲ្យវាលោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះពេលខ្លះទៅដែលត្រឹមតែគ្រឿងលម្អត្រឹមតែគ្រឿងតាក់តែងហ្នឹងគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាលោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចអានៅក្នុងរូបភាពនៃលោយខាងក្នុងនៃរូបភាពលោយហ្នឹងទៀតវាប្រកបណាស់ប្រកបទៅដោយអនិច្ចំទុក្ខំហើយនិងអនត្តាមែនទេញាតិញោមណោះអញ្ចឹងមានណាលោយជាណាស់ទេលោកក៏សក្ដិដែរណាអូលោកលោយហ៎លោកចេះធន់លោយហ៎មែនទេពីគុណសំឡាំងសក្ដិបាត់ទេណាសូត្រមន្តតែញយមែនទេញោមណោះណាអើមើលលេខគុណណាទៀតសក្ដិមើលហាក់លោកលោយលោកលោយសក្ដិបើគប់ហើយតាហើយចេះញោមលោយមានងារអុកញ៉ាមានងារឯកឧត្តមលោយអត់ទេប្រមាណក៏ដោយចុងក្រោយងាប់ដូចតែគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនៃខាងក្រៅបញ្ជាក់មកថាលោយប៉ុន្តែខាងក្នុងនៃសាច់រឿងនឹងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមែនទេញាតិញោមណោះអញ្ចឹងមានតែយើងរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាចេះមេត្តាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមុនពេលដែលយើងត្រូវបែកគ្នាមែនទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយរឿងហ្នឹងស្មានថាចប់ហើយការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏លើសខ្វះយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបស័តខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមុននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលបាលមានប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ពុទ្ធបស័តទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនសូមប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិព្វានញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង